Châu Mục Thủy xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã thường xuyên vô kênh Châu Trương Vlog để nghe mình chia sẻ và nói chuyện. Cũng như mỗi khi sáng hôm nay thứ tư mình chưa uống cà phê, chưa ăn sáng, cho nên mình mời quý anh chị và các bạn uống cà phê trước nha. Rồi mình đi uống sau, xong rồi mình mới đi uống cà phê. Cộng đồng nghe ông nói hiểu gì không? Tôi hiểu chết liền. Bán nước hiểu theo nghĩa bán là theo người bán về để lấy chức quyền, lấy tiền. Đấy không gọi là bán nước hả? Bây giờ đây là bạn nói là cái bạn này là hôm trước nói là Nguyễn Văn Đài đi bán nước đó, đi ra nước ngoài bán nước đó. Lần đầu xem kênh Thái Thích, bình luận khách quan. Một bạn khác thì nói rằng não có vấn đề, nói cái não của tôi là có vấn đề. Một bạn khác ví dụ mời ông Ngô Kỷ và ông Nguyễn Tấn Lạc về Việt Nam làm một suất ấp trưởng thì hai ông đánh nhau tại cầu thang máy bay. Hiện tại có người 60-70 tuổi mà vẫn muốn qua Mỹ là vì trên cơ thể nó có gen của thằng Mỹ. Ông nói thật, ai cũng muốn đi Mỹ là phải sao? Để qua cho biết. Qua cho biết, cũng biết rồi thì thất vọng, nhưng mà phải đi. Tại bởi vì nếu bạn thích thì có tiền, có bạc thì nên đi một lần đi du lịch qua nước Mỹ để cho biết, rồi về mình khỏi mơ mộng. Thường thì những gì mình chưa có thì mình cứ mơ, cứ mộng. Giống như mình gặp mà mình đi trong xóm, mình gặp một cái cô đó, hay là trong trường, trong lớp, một cái cô gái rất là đẹp, thì chúng ta về, thì anh chàng cứ tối về cứ nằm, cứ mơ, cứ mộng, lúc nào cũng mơ, cũng mộng về cái cô gái đó cả. Nhưng mà khi chiếm được cô gái đó rồi thì thôi, mơ mộng cũng thành tan theo mây khói. Đó, cho nên trường hợp mà đi nước ngoài cũng vậy. Nếu quý vị đi chơi, đi chơi thì đi ở đâu cũng sướng cả. Đi chơi mà, đi du lịch mà, còn đi để mà sống thì nó lại khác. Bởi vì bạn phải làm để mà sống, ở đâu cũng phải làm. Mà làm chỗ nào nó sướng hơn, nó ít giờ hơn, và tiền nhiều hay ít không quan trọng. Bởi vì chỗ nào nó cũng có cái giá của nó hết cả. Ví dụ như bạn làm lương ở tại một cái hãng, tại một cái thành phố đó lương rất là cao, nhưng mà trái ngược lại bạn trả nhiều thứ cũng cao, cao hơn mấy chỗ bình thường rất là nhiều. Cho nên dù là lương nhiều nhưng mà chi phí vô cái này cái nọ thì cũng giống như những người lương ít ở một cái nơi khác thôi. Và như ở Việt Nam lương 7-8 triệu hay là 10 triệu là đối với người Việt Nam là ngon rồi. 10 triệu là sống thoải mái rồi. Hai vợ chồng, nếu hai chồng mà kiếm 15-20 triệu một tháng là sống vô cùng thoải mái. Nhưng mà ở Mỹ hai chồng làm 5 ngàn một tháng chỉ vừa mới đủ, không đi dám đi ăn nhà hàng. Không dám đi ăn nhà hàng. Một bạn khác thì nói ủng hộ đồng chí. Chào Châu Trương, mạnh khỏe, hạnh phúc. Chào buổi sáng anh Thủy và cả nhà. Cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã ghi lại ở đây. Châu Ngọc Thủy trả lời khá hay. Tôi chúc mừng kênh sức khỏe dồi dào. Đưa lá cờ về nơi an nghỉ, trưởng ban tổ chức lễ tang để cho Phan Kỳ Nhân đảm nhận là thích hợp nhất. 2. Sao Việt Kiều Mỹ thành đạt ở bên Mỹ lại chờ trời trợ cấp ư? Thì có bạn nào nói đó rằng là
tôi đi lãnh chờ lãnh trợ cấp thì tôi phải chờ lãnh trợ cấp chứ sao giờ. Tôi đâu có cãi các bạn làm chi, bạn nói sao thì tôi nói dạy, tôi phai dạy được rồi. Đời sống của tôi mà bạn biết hơn tôi nữa thì tôi cứ để cho bạn quyết định đi. Ok, Châu Ngọc Thủy. Lâu rồi không nghe đài tâm sự. Đài là Nguyễn Văn Đài đó bạn. Nguyễn Văn Đài lấy bà Kim Thành để bà Thành bảo lãnh qua Mỹ mà chống cộng kiếm cơ. Chào bạn Châu Thủy cùng các bạn đang theo dõi kênh nhé. Nguyễn Văn Đài chỉ là người uống thuốc quá liều nên bị tổn thương não, lên cơn cán bừa. Còn nhiều người mà phải cảm ơn nhà nước đã cho đi Mỹ, đã cho đi Mỹ miễn phí. Đúng rồi, nhiều người đi là phải tốn tiền tốn bạc, đi vượt biển chết lên chết xuống, còn nhiều người đi miễn phí, đi bằng máy bay, như cái tình trạng mà bảo lãnh nè, HO nè, Công Lai nè, là đi theo vượt biển bằng máy bay, đi vượt Thái Bình Dương, không nó đâu sướng bằng đi vượt biển bằng máy bay. Ngày xưa tụi tôi đi thì trên trên chiếc thuyền nhỏ tí ti một gang nữa ngồi, nhìn ra một gang nữa là tới nước, mà các bạn phải nghĩ vượt đại dương, vượt Thái Bình Dương từ Đà Nẵng đi qua tới Hồng Kông mấy ngày mấy đêm ở ngoài biển mênh mông, ta và trời, ta với tờ với trời bơ vơ thôi, trên là trời dưới là ta, một chiếc thuyền lênh đênh trên biển cả. Giờ nghĩ lại cái cảnh ngày xưa đó thì thấy cũng hơi sợ thôi, chứ không có gì mà phải phải rùng rợn cả. Vì nếu đi ngược biển mà có bão, bị gặp bão, gặp gió, gặp bão thì mới nguy hiểm. Còn không có gió, có bão thì nước vẫn, mặt nước vẫn yên lặng. Cho nên chúng ta đi cũng rất là thoải mái. Đi ra khỏi cái biên giới Việt Nam, ra hải phận Việt Nam, ra ngồi biển khơi là quý vị thấy cái chuồng nó bay. Cái chuồng nó bay, nó xòe hai cánh giống máy bay vậy đó. Nó bay lên trên tàu luôn đó. Nó được gọi là cá chuồng. Chào anh Thủy, em mới qua kênh của anh mấy lần, cảm thấy thích vì sự chân thật, mộc mạc. Em tin rằng kênh của anh sẽ thành công, còn những kênh như Trương Quốc Huy toàn nói đó dối trá thì em nghĩ không bền, vì trước sau cũng lòi đuôi chuột ra. Thế người một bạn khác, thế người dân vay mua nhà lãi suất bao nhiêu anh? Bạn hỏi lãi suất bao nhiêu thì tôi không trả lời cho bạn được, bởi vì lãi suất nó theo lên xuống tùy cái thời gian. Khi mà Cục Dự trữ Liên bang họ lên tiền lời thì tiền lời các ngân hàng phải lên theo, mà khi họ xuống tiền lời thì các ngân hàng cũng sẽ xuống theo, và tùy theo mỗi ngân hàng nó cho bạn một cái lãi suất khác nhau, rồi tùy theo cái tín dụng, cái điểm tín dụng của bạn nó có tốt hay không nữa, bạn sẽ được cái tiền lời, tiền lãi suất nó cao hay thấp. Cho nên bạn nói tôi giải thích cho bạn thì tôi không giải thích được, mà các bạn cũng nên nhớ rằng là nước Mỹ không có một cái gì mà chắc chắn được cả, bởi vì mỗi chỗ mỗi khác nhau do cái đời sống và do cái luật lệ, cho nên mỗi tiểu bang đều khác nhau, mỗi thành phố đều khác nhau. Chúng ta không thể nào đem gom hết cả nước Mỹ vô để một chuyện được, không bao giờ có như vậy hết cả. Vì vậy mà khi có nhiều người cứ nói dóc rằng nước Mỹ thế này, nước Mỹ thế kia, nước Mỹ thế nọ, không có. Nước Mỹ mà tùy theo bạn ở tiểu bang nào, bạn ở thành phố nào, thì tiểu bang đó nó có thêm cái luật tiểu bang về cái gì, ở thành phố nó có những cái luật của thành phố đặt thêm nữa để về cái gì, để mà chúng ta tuân theo luật. Chứ bạn không thể nào đem một tiểu bang này để so sánh với một tiểu bang khác được. Ở Mỹ bạn không so sánh như vậy được.
Trương Quốc Hy, Trần Nhật Phong, Ngô Kỷ, Bùi Kim Thành, Hà Văn Sơn và Ngụy Vũ đều phò Donald Trump. Thì người ta thích ông Donald Trump thì người ta có quyền hỗ trợ bạn, hỗ trợ. Chứ phò thì phò ăn được cái gì? Thứ nhất là nếu có đắc cử, mấy người này cũng chẳng làm được cái gì, cũng không được cầm được cái vali, đại khái là vậy. Cho nên cái gì mình cũng nói cho nó đúng. Thì họ có phò không thì tôi không biết, nhưng mà nó phò thì cũng không nên. Vì nhiều khi họ thích thì họ hỗ trợ, ủng hộ thôi. Bạn thích ai thì bạn hỗ trợ người đó. Bạn ghét ai thì bạn đá người đó, bạn đuổi người đó, bạn chửi người đó nữa. Cho nên bạn nói chữ phò thì tôi thấy nó không được hay lắm. Một bạn khác như thế này, anh nói đúng. Một bạn khác nữa, hay thật chứ. Một bạn khác, nói độc chết mẹ, nói không hiểu gì hết. Một bạn khác, hai bạn trả lời như thế này, não đốt. Não đốt tức là não chó đó, đốt là tiếng Anh đó, gọi não chó, mà không biết bạn nào ở Mỹ hay là ở Việt Nam mà để chỉ đốt. Não đốt, nghe không hiểu là đúng rồi. Nói cái bạn vừa rồi đó, chê tôi đó. Rồi một bạn khác, không hiểu là do trình độ nhận thức, học thức quá kém. Cảm ơn hai bạn đã trả lời giùm tôi. Những thế lực thù địch muốn Việt Nam trở thành Myanmar, Triều Tiên, Do Thái, Phi Lục Tân, đặc biệt như Ukraine. Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước Việt Nam và nhân dân Việt Nam không dạy gì nghe những người Mỹ nói tiếng Việt. Nó dài hơn tí nhưng mà tôi cô đọc rút gọn lại đây bạn. Có nhiều bạn viết dài mà nó làm thầm, làm cho tôi mệt, mà tôi đọc cũng mệt, mà viết lại cũng mệt, cho nên có nhiều bạn viết dài quá thì tôi muốn cô đọc lại những ý chính. Mong sao người Việt ở nước ngoài nằm đêm suy nghĩ lại, tại sao cùng giống như nhau lại chống người dân trong nước. Thật sự tôi cũng chẳng biết họ chống cái gì, mà lý do tại sao họ chống, đâu có ai làm gì họ đâu, đâu có ai làm gì họ. Không ai làm gì họ hết cả, mà chống là cứ chống. Như vậy phải coi lại cái đầu của mình, đừng bây giờ đừng nói chống gì hết. Bỗng dưng bạn ghét một người kia, bỗng dưng người kia chẳng làm gì bạn hay bạn ghét, bạn thấy có vô lý không? Như vậy cần đi siêu âm, đi rọi soi rọi cái đầu, soi rọi cái đầu để coi cái đầu nó có vấn đề gì không. Mà chụp, đi chụp cái đầu á, nó có những cái loại chụp là nằm vô ở trong giống như cái hồn vậy đó, nằm giống như cái hồn vậy đó, rồi bạn nằm trong đó bắt đầu họ đẩy bạn vô ở trong đó, cái máy trong kia bắt đầu nó chụp quanh hết cái đầu của bạn khoảng chừng 30 đến 1 tiếng đồng hồ mới đưa bạn ra đó, là để tìm trong cái đầu nó có cái gì vấn đề đó không. Thì tôi nghĩ những bạn chống cộng cũng nên đi xin vô những cái nơi bệnh viện hay nơi để khám, xin họ cho chụp cái hình cái đầu để coi thử cái đầu mình có vấn đề gì không, mà tại sao mình ghét người dân Việt Nam đó. Mà trong người dân Việt Nam đó là có cha, có mẹ, có anh, có em, có bạn bè mình mà. Bạn thấy bạn có vô lý không? Bạn ghét Cộng sản, bạn ghét nhà nước, bạn ghét chính phủ, tức là ghét cả dân nước, cả nước Việt Nam rồi, cả dân Việt Nam rồi. Trong đó có gia đình bạn, anh em bạn, cha mẹ bạn. Như vậy, cái đầu của bạn có vấn đề là đúng thôi, cần đi rồi. Mong anh đừng dùng từ luật sư đài, nên gọi nó là tên đài thì đúng hơn. Anh Thủy có biết tên Tăng Thái và Benny Trương không? Hai tên già luôn xuyên tạc đất nước, tôi khinh bỉ hai tên đó. Tôi cũng chưa biết, không biết có coi hai tên này lần nào chưa nữa bạn.
luôn ủng hộ đồng chí xây dựng Tổ quốc bằng cách nói sự thật, phổ biến công bằng xã hội. Già rồi giữ tư cách, nhìn mặt thấy hèn và ngu, không ai coi, mượn trương quốc hy kiếm view. Nếu tôi mượn kiếm view thì sao bạn? Có sao không? Trương Quốc Hy chửi đất nước Việt Nam được thì tôi có quyền phê bình Trương Quốc Hy. Tôi không chửi Trương Quốc Hy, nhưng mà tôi có quyền phê bình. Bạn thấy sao? Trương Quốc Hy là người bất khả xâm phạm hay sao mà tôi không được phê bình? Đó. Còn ai muốn vô coi là chuyện của họ. Tại sao tôi phải câu view? Mà đâu có phải một mình tôi nói một mình Trương Quốc Hy. Thì tất cả những ý kiến của các bạn gửi cho tôi nói về chuyện những người ở trên YouTube thì tôi trả lời, tôi ghi xuống, tôi đọc và tôi chia sẻ, tôi trả lời cho mọi người. Chứ mượn gì? Chưa, để một lát tôi mượn, chưa hết cái này rồi tôi sẽ mượn. Tôi nói về Trương Quốc Hy cho bạn nghe. Luôn ủng hộ em. Tên phản động Huy Nghiện đòi đốt xe VinFast bị đuổi nhà hiện nay ra sao rồi, ra sao anh Thủy, có tin tức gì không? Thì tôi không biết bạn, thì thấy thỉnh thoảng lên YouTube vậy thôi, lên uống xăm gì đó, xăm Wisconsin gì đó, xăm Mỹ, xăm đồi với cũng thấy khoe bán không. Dạo này là hình như là mượn chống cộng để đi lên bán hàng, mượn chống cộng để bán hàng nữa. Những bài viết trên Việt Đăng hai người Việt Nam yêu nước đa số là do Nguyễn Văn Đài viết, nó ấu trĩ vô liêm sỉ thối tha không ngửi được. Không ngửi được thì bạn viết lên đây làm chi, làm sao người ta ngửi, đúng vậy không? Chào nhà báo Châu Ngọc Thủy, xin cho hỏi tại sao gọi đám Việt Kiều chống cộng cực đoan bênh bảnh là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, trong khi bọn họ chỉ là đám tàn dư của thể chế bát nước, làm tay sai cho ngoại bang. Thưa anh, tôi đã nói đó, ngày xưa là lính Việt Nam Cộng Hòa thì bị cái băng đảng tụi lừa, bị Việt Tân nó lừa từ trên xuống dưới, từ lính quèn cho đến tá tướng, rồi đều bị Việt Tân nó lừa hết trơn mấy năm trời, mấy chục năm trời. Thì mấy người nó giờ đã chết rồi, đã đi về cõi thiên thu rồi. Thì bây giờ nó dựng lấy gọi là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa, tức là con những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Để nó lừa cha xong rồi, nó lừa mẹ xong rồi, bây giờ nó lừa con luôn. Đó là hậu vệ Việt Nam Hòa, nó đặt lên, để nó dựng lên, nó đưa một đám trẻ lên để nó lừa gạt cái giới trẻ sau này. Vì cái giới mà bị, cái lớp mà bị lừa gạt trước đây đã chết hết trơn rồi, không còn ai nhắc nhở lại, thành ra bọn trẻ bây giờ nó không biết. Vì vậy tôi cần phải nói thật nhiều cái bọn lừa gạt này để cho giới trẻ nó biết, nó khỏi bị lừa gạt nữa. Vì ngày xưa ba cha mẹ nó, ông cha nó đã bị cái bọn này lừa gạt một lần rồi, thì bây giờ bọn này nhắm vào cái giới trẻ câu của những người lính Việt Nam để lừa một trận thứ hai nữa, một thế hệ thứ hai nữa đó. Cho nên tôi phải vạch mặt cái đám này ra, những cái đám mà bỏ nước, bỏ ghề, bỏ gỏng rồi đi qua làm tay sai để cho tụi đó để lừa gạt, tôi cũng phải đưa ra ánh sáng cho mọi người nghe. Ngày hôm qua tôi vô coi Trương Quốc Hy nói chuyện với cái đề tài là đám ngu để tang ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi có cảm tưởng như thế này. Bạn Trương Quốc Hy là một người không có giáo dục. Lý do tại sao tôi nói không có giáo dục là vì ông
cố bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mất, vừa qua đời, thì cả nước Việt Nam đều đưa tiễn. Cả nước Việt Nam đều đưa tiễn, người người nhà nhà đưa tiễn. Rồi các ca sĩ, trong đó có Trấn Thành, anh ta nói rằng Trấn Thành, và các nghệ sĩ bỗng dưng cũng để tang cho ông cố bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thì họ là người dân trong nước, các ca sĩ, các nghệ sĩ cũng là người dân trong nước, họ sống bằng người dân trong nước, họ kính trọng, họ tôn thờ, họ kính trọng ông Nguyễn Phú Trọng, thì họ có quyền bỏ cái màn đen, bỏ cái màn đen trên Facebook của họ, coi như là có ta là chuyện thường. Mà tại sao cái bạn Trương Quốc Huy này lại nói rằng người ta ngu, nói rằng nó là cái đám nghệ sĩ này ngu? Ngu ở chỗ nào? Ngu ở chỗ nào? Bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng là một người lãnh đạo đất nước, một lãnh đạo, lãnh tụ của một đất nước, mà ông đem bao nhiêu năm lãnh đạo, ông đã đem lại cho người dân thanh bình, thịnh vượng. Thì người dân yêu mến đó là chuyện bình thường. Thì bây giờ bạn nói rằng là tại sao các nghệ sĩ như Trấn Thành, như các ca sĩ khác đồ này nọ phải để cái màn đen trên Facebook? Bạn có thấy tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội không? Tại sao họ cũng để tang ông Nguyễn Phú Trọng? Để tang ông Nguyễn Phú Trọng trong cái thời gian mà ông bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa mất, từ trong là tòa đại sứ Mỹ đã để cái màn hình đen trên cái nền của cái Facebook tòa đại sứ Mỹ. Bây giờ bạn nói là tòa đại sứ Mỹ nó, Mỹ nó ngu luôn hay sao? Hả? Tòa đại sứ Mỹ nó cũng ngu, có liên quan gì tới nước Mỹ đâu, mà tại sao nước Mỹ để tan? Có ngu không? Còn Trấn Thành và các nghệ sĩ để tan là vì họ thấy rằng họ tôn trọng và kính nể một nhà lãnh đạo đất nước đã đem cơm no áo ấm và thanh bình thịnh vượng cho người dân, thì họ tôn thờ, họ để tang. Chỉ thiếu được cái là họ mang khăn tang thôi, nếu được họ cũng có thể mang khăn tang nữa, chứ còn để tang trên cái Facebook, trang cái trang của Facebook thì đâu có sao. Cho nên tôi nói bạn không có giáo dục là ở chỗ đó, không cần biết bạn học bao nhiêu, học và giáo dục nó khác. Bạn có học đại học, có học ra tiến sĩ, tiến sĩ giấy, tiến sĩ giả, tiến sĩ dỏm đi chăng nữa, nhưng mà bạn không có giáo dục, tức là bạn không tôn trọng người đã chết, đó là một vị lãnh đạo. Rồi cả bạn và Nguyễn Văn Đài nói rằng là công an đi thuê người đi khám, đó là cái trò mưu mô xảo quyệt, gấp lửa bỏ tay người của băng đảng Việt Tân, nó luôn luôn dùng những chiêu bài đó. Tôi rất tiếc cho thân phận của một số người luật sư, giáo sư, tiến sĩ rốt cuộc đi làm tay sai cho băng đảng Việt Tân để đi lừa gạt người dân Việt trên khắp thế giới, trong và ngoài nước. Gặp mấy cái tay đó, quý vị hãy chỉ vào mặt: mày là thằng lừa gạt. Kể cả Trương Quốc Huy, bạn chỉ vào mặt cho tôi: mày là thằng lừa gạt, không có giáo dục. Người có giáo dục không thể nào đem một người chết ra để mà xỉa, mà xói, mà nói đủ thứ. Chỉ có những kẻ vô giáo dục mới nói lên được những cái lời nói như vậy, và không có cái trí óc để suy nghĩ rằng những lời mình nói có nên hay không, dù bạn ghét ai đi chăng nữa.
người ta đã vĩnh biệt ra đi rồi, thì để cho người ta yên ổn nằm nơi an nghỉ ở nơi chín suối. Trong khi ông cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới vừa qua đời chưa được một tuần, bạn đem ra bạn xỉa, bạn xói, bằng mổ, bằng xẻ, rồi bằng chửi luôn cả các nghệ sĩ, chửi luôn Trấn Thành, rồi đủ thứ hết. Sao bạn không chửi tòa đại sứ đi? Tại sao? Gọi về, hoặc là gọi lên Washington DC đi, gọi về. Tại sao các ông để tang ông Nguyễn Phú Trọng? Mấy ông là người Mỹ, tại sao ông để? Tôi phải báo cáo lên Thượng viện, phải báo cáo lên Tổng thống, lên Quốc hội rằng ông cầm cà chớn, ông để tang cho ông Nguyễn Phú Trọng không được, tòa đại sứ của một nước lớn mà, phải không? Cho nên bạn cần phải coi lại cái đầu, đi chụp lại cái đầu đi, Trương Quốc Huy. Xin chào tạm biệt.